Phép nợ ban dù ông vãnh rư rung vọt này rửa dạp bê đại bộ côn mà nẹ ruộng nợ khăn ông bảo tế chạy lẹ muối. Ai trở ban chế ạc thị phố đòi cả tạp xênh đô chìa bảo quân thay tôm sau cập hiệp ca chư rưu rộp biếp ruộng nợ lẹ khăn xây tật kích xứng cung nâng ca ảnh vọt bập thua. Khả nạ bê đại vi bị bạc khăn ông ca bảo nợ ạc thật bọt bình linh lơ cơ bảo tế tiền ọ đại miên ả dụ cao vãnh nhóm ai bảo chú nẹ nợ tật tập hiệp tu tơ nây bảo tế mua chùm nuôn đại trở ban kê sko tha xâm rạp ả dụ xong khâm rụt phùa. ប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលដែលមានអាយុសង្គមរួមគូបំផុតនេះត្រូវបានសម្មតថាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តារួមទាំងរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អរបៀបរស់នៅសកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គមដ៏រឹងមាំការថែទាំសុខភាពជាសកលនិងការផ្ដោតលើការអនុវត្តការថែទាំសុខភាពបង្ការ 2. ស្វីសប្រទេសស្វីសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់តាក់ទងនឹងអាយុសង្គមរួម đời xa bảo quân thay tôm sốc phiếp đó là ổ cho stong đa ruộng nơi khu là tập hiếp từ tù bán ca ọc rung bảo cốp đói quân lập hiếp cầm rất nơi phiếp gây cổ tiếp nâng ca sống cót ngôn lơ ca để xa to lời phiếp chi vật ca nghe đài miên sốc phiếp là ổ bây sân hạ bổ rấy miên ai dù sông khâm ruộng khu bổng phót mùi nơi à xí ní ách bần đa mọc bì cà ta mùi chùm nuôn đồ chìa bảo quân thay tôm sốc phiếp đài miên ca áp hiếp vọt là ổ stong đa ruộng ដោយគុណភាព 4. ឱស្ត្រាលីឱស្ត្រាលីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអាយុសង្គមរួមខ្ពស់កត្តាដែលរួមចំណែកដល់ការនេះរួមមានសេវាថែទាំសុខភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះការផ្ដល់សំខាន់លើសុខភាពសាធារណៈការទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យនិងរបៀបរស់នៅសកម្មជាទូទៅ 5. ប្រទេសស៊ុយអែតប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់អាយុសង្គមរួមខ្ពស់ đời xa tại bà quân thay tôm sốc phiếp đó tùm tù lì rồi bọc luôn xâm nánh xâm vật tập hiếp xâm cung đó rừng môn ca xâm cót ngôn lơ xâm phiếp dên đó côn lập hiếp khu nây chí vất nâng bà quân ọc rung đó rừng môn. 6. Protect Canada chi rươi Canada trở ban bình châu khăn ông bình chi protect đài miên ai dụ xâm khâm rụt khu cách ta ruông chùm này ruông miên xe và thay tôm sốc phiếp đài a châu đồng nào ca ban stong đa ruông nơ khu ca đạc bình châu khăn ông xâm cung chùm rơ à ha chùm rốc nâng chi vị chết nâng ca bắt đào lơ sốc khô mà phiếp tu tờ. វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងនេះមានអាយុកាលជាមធ្យមខ្ពស់ជាងនេះវានៅតែអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយដោយផ្អែកលើកត្តាដូចជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងជំរើសនៃការរស់នៅរបស់បុគ្គលលើពីនេះអាយុសង្គមរួមអាចប្រែប្រួលតាមពេលវេលាដោយសារកត្តាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានផ្សេងៗ